Hệ thống máy tính bị tin tặc bắt cóc, vụ xâm nhập xảy ra từ 23 tháng 12 và được Maastricht University công bố sau đó một ngày khi toàn bộ dịch vụ email bị xâm nhập và thao túng. Nhân viên của trường đã phải làm việc ngày đêm sau vụ tấn công, chủ yếu thực hiện các công việc bằng tay khi hệ thống máy tính bị vô hiệu hóa. Chi tiết vụ xâm nhập, loại malware và nhóm hacker thực hiện không được công bố. Bản thân Maastricht University cũng không chắc tin tặc đã lấy được dữ liệu hay chưa trước khi toàn bộ bị mã hóa. Maastricht University đã báo cơ quan quản lý đồng thời đang hợp tác với chuyên gia điều tra khôi phục hệ thống. Toàn hệ thống máy tính của trường đã sập. Các chuyên gia đang cố gắng khôi phục từng phần, chưa rõ bao giờ mới hoàn tất. Maastricht University không nói rõ tin tặc đòi tiền chuộc bao nhiêu cho dữ liệu bị chúng bắt cóc. Có trường hợp nhiều bệnh viện lớn của Mỹ buộc phải thỏa thuận và trả tiền chuộc cho tin tặc đổi lấy dữ liệu bị chúng ma hóa.